của góc phố cổ của Hội An nhá. Các bạn cũng nhìn thấy tường rêu ngói rất là cổ luôn, không biết bao giờ nó chọc luôn. Và tụi bay đéo tin được là bây giờ trời rất là lạnh mà tao mặc đồ như thế này, nhiệt độ mà trời nó khoảng 12 độ. Trời thì đang mưa phùn, lạnh lạnh đéo tin được luôn, nhưng mà tao vẫn mặc quần đùi như vậy đó. Chúng mày có thấy tao cam đéo không? Đi vẽ giờ lại vậy. Nó mặc rồi mày. Đây, đây là cái áo của cậu hôm nay mới thu được. Mày cẩn thận cái áo ống của mày tao lấy tao mặc á. Cho luôn. Đây là nồi cơm. Và sau 3 ngày con Linh nó nấu cơm mà nó không có cháy và nó rất là thèm. Mà bây giờ nó quyết tâm nó ngồi nó nấu cho ra được cái nồi cơm cháy. Hảo Hảo, My Hảo Hảo xin tài trợ, hân hạnh tài trợ chương trình này. Lấy luôn. Hẹn mua tiêu rười luôn thằng anh không? Ờ. Để tiêu rười ra á. Tâm nó mùi không? Rẻ hơi cháy rồi. Để tao được lên đi. Quay đi, quay. Trời phải gì đi đón. Rồi mày đón một cái cho mày bọc túi mang đi được không? Đúng ra. Hai ba ngày nữa rồi ăn không? Ê, cái này có ăn. À, nem chua Thanh Hóa. Mày quấn ngu rồi, mày quấn ngu rồi. Đùa, mình chưa có nem có tiền ăn Tết luôn á. Ghê. Nhà bác cháu ngay đây. Em cảm nhận em sao? Không. Thật, lá chuối là không ăn được đúng không? Túm được mấy ông Thanh Hóa sửa xe. Cảm ơn bác tù. Có gà Hà Nội này. À, sau một hồi đi lanh quanh cái chợ, kéo đi đây cái hồi nước hồn nó cũng bắt ráp đi vô bờ bố tổ mới đầu lên kêu bắt ráp đi không chịu. Nó đi theo cái giáo điện địa đường cần anh ạ. Điền và cái con kia nó đi là lúc nào nó cũng tìm đồ đựng cần với đồ cắt cần. Sao mày ngồi mày ôm cái cột suốt mày trọng nhính mẹ rồi phải không? Dịch à, mày đếm người thì sẽ đếm được bao nhiêu người rồi? Nhiều nhiều lắm hả? Ừ. Khi nào đếm xong? Đi mẹ đếm xong nhớ buông cái cột ra nha. Đủ mới tập mẹ cái cột người ta rồi đó. Vâng. Tất cả đi này đi.
đi kìa. À, 200 không có tiền đâu. Ồ, của tình nhiều à. Không. Tiền của tình à. À, người kinh phải đi xe của người Mông bán đi. Người Mông không có tiền, người kinh không có tiền. Người kinh không có tiền đâu. Không, người kinh hết tiền rồi. Tối nay là chả biết ngủ đâu đây. Còn đây là cái bánh hồ đây là cái đặc sản phải nên làm là đặc sản ở đâu ạ? Đây là bắp ngô nướng, ngô nướng ngô nha, bắp là người cải đây, để quên ăn người cải đây. Đại gia ok, đại gia cầm như đây đi chơi, đi chơi papa. Và đây là cái trò rap, không biết làm gì, đi bộ cho nó ấm. Và dọc đường là cứ hello, where are you from? I'm from Vietnam.